Xin kính chào quý vị và các bạn. Gia đình nhỏ nhà mình đã lên tới trên gọi là ở khu vực nhà kính dòng mây à? Cái này này, nơi đây là cửa kính dòng mây à hay gì nhỉ? À, cầu kính dòng mây. Ôi dồi ôi, con dốc vô cùng gắt luôn. Ôi dồi, lại đi xe lên mà tưởng tụt dốc các bạn ạ. Lấy đà không thấy xe của mình 1.5 thôi. Rồi đi một kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ luôn. Phi xe lên đây. Kia cáp treo các bạn ơi. Cáp treo đang lưng chừng núi, lưng chừng đồi kìa. Ôi, nơi đây của nó là quá cao, cổng trời dốc kinh khủng luôn. Đấy, có bãi đỗ xe ở dưới nhưng mà muốn phi lên đây đi đỡ phải đi bộ lên. Mà con xe xít tụt dốc. Kinh khủng đáng nhớ. Quá đáng nhớ luôn. Cầu kính dòng mây các bạn ạ. Quá đáng nhớ. Đi. Lên trên cầu kính dòng mây đi. Ôi trời ơi. Một kỷ niệm quá đáng nhớ luôn. Còn dốc quá gắt này mà mình đỗ chỗ kia mình thấy đường bằng kia mình. Nhưng mà chỗ này nó chính thế là không dốc rồi. Mà mình thấy không biết là nó còn đi xa không đoạn đấy. Gọi nó là đèo Ô Quý Hồ là một trong những tứ đại đỉnh đèo coi như là tứ đại đỉnh đèo. Mình đi lúc nãy đấy rồi con đi xem nào vào thang máy như nào nào như nào. Ô Quý Hồ đâu? Đây lên đây 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 đã đi thang máy lên cầu kính dòng mây. Tầng mấy nhỉ? Chả biết. Chắc đây mình đang từng 1 chỉ có từng 2. Các chỉ có mỗi từng 2. Ui con dốc này gắt thật đấy. Xe phải tầm từ 2 chấm trở lên đi mới ổn. Sợ thật. Xe mình đi nó nhỏ 1.5 đi. Tôi cũng gặp mấy chữ. Bà tưởng tụt dốc. Kìa quả cua chỗ kia. Quả cua chỗ kia mình tay lái cũng tởm nhá. Chứ không thì sợ. Quả sợ thật. À. View đẹp quá anh ạ. View đẹp không? Úi dồi đây, đây con dốc này lúc nãy lên. Gấu ơi, đi. Úi con dốc này các bạn ạ, lúc nãy đi. Xe mình bò lên đây mà lúc đấy là đây cái chỗ kia mình đỗ kìa. Mình thấy đường bằng nhưng thực ra là rất dốc rồi chứ. Mà không biết còn dốc đâu mà ngoặt lên đây, không biết xe có đi lên nổi không mà mình đỗ đấy luôn. Mà lại phải đánh đầu ra nhé. Úi dồi, thế mà mình cũng phải lùi lại mà phải nói là rất là ok đấy. Đây nó dốc như thế này cơ mà. Con dốc đấy nó gắt như con dốc này. Độ dốc quá lớn. Mà xe lên. Không có sợ con này. Ở đây là người ta làm chắc chắn con. Cầu kính dòng mây các bạn nhé. Đây, gia đình bé nhỏ nhà mình lên đây. Ok. Con chụp không? Ok. Cầu. Đây, quầy bán vé. Đấy, những con xe bán tải nó neo lên đây luôn này. Nhưng mà xe của à đây. Quá đẹp. Cầu kính dòng mây. Khu du lịch mạo hiểm. Cầu kính dòng mây. Đúng là mạo hiểm. Lúc nãy đi phải nói là đi lên để nói một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Chỉ sợ xe nó tụt mà nó ghi lên dí hết ga luôn. Ôi giời, xe mình số tự động nhỉ. Mà lúc đấy đúng là mình nghe mọi người khuyên là lấy đà, nhưng mà lấy đà ít quá. Nó lên tới giữa dốc mà nó gần như đứng luôn. Nó đứng luôn rồi ạ. Thế là mình lúc đấy mình lại tiếp tục nhấn tiếp. Nhấn bằng hết ga thôi. Thế mà xe nó vẫn may lên được. Phải nói là quá cao. Hùng vĩ quá. Hùng vĩ quá. Rất hùng. Đấy ấy thử trải nghiệm đây. Kính vỡ đấy các thứ đấy. Ừ, đẹp quá. Đây này. Thử trải nghiệm kính đấy. Ôi giời, bao nhiêu các mọi người nói đấy là kính vỡ nhưng mà vẫn không sao. Đây chả biết đây là chỗ trải nghiệm kính. Này. Nghe cái lạo xạo, tức là đây là nó vỡ một cái mặt trên hay sao hay hai mặt gì đấy. Là vỡ nhưng cũng vẫn không sao phải không anh? Đấy, nó quảng cáo thôi. Nhưng mà giới thiệu mặt hàng, nói chung là đây là du lịch mạo hiểm mà nhìn lên ghê quá. Mà khu này nó làm các cái đường lên dốc cũng rất là kinh khủng. Ai? Người lớn 400, trẻ em 200,
cái này vẫn rẻ hơn khu Phan Xi Păng. Phan Xi Păng người lớn lên 920, trẻ em 750 tất. Đây người ta gọi là Tết bình thường với bình thường lực. Ừ đúng rồi. Kính thường đây này, còn đây không, kính này là người ta cũng là kính này rồi nhưng người ta đập vỡ. Thì người ta đập vỡ để cho nên nó không bị yên tâm chứ. Chứ không phải là kính thường mà cũng là kính này nhưng người ta đập vỡ hai mặt hay một mặt rồi mà nó vẫn không bị sao. Chứ không phải là đây là kính chính của nó. Có nghĩa là nếu giả may mà có bị vỡ một hai miếng thì nó vẫn không sao. Chứ không phải là quá hùng vĩ các bạn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần này có lẽ trong cuộc đời. Đi xe coi như là đèo Ô Quy Hồ và lần đầu tiên mình đi và đặc biệt là cái lên dốc cầu kính Dầu Mây này. Nếu mà xe tầm 2 chấm thì không vấn đề gì. Xe mình có chấm 5 thôi. Đi sợ quá. Tưởng tụt dốc không lên nổi. Quá mạo hiểm. Nhất trong. Rồi. Ok, xin chào các bạn nhé.